Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish nha. Hầu như video YouTube của Double Wish là thường đi thăm nhà hàng, mình không đi ra ngoài á, đi ra đường á. Nên nhớ ngày xưa khi đi nhà hàng để ăn món ăn Việt Nam, nên mình xem lại YouTube của Double Wish nha. Ý nghĩa là chương trình lần này là reaction video của Double Wish. Ngày xưa, bây giờ sống ở Việt Nam 6 năm rồi á. Đầu tiên là trong video của YouTube nữa, mình và Shinsuke cũng nói bằng tiếng Nhật á, là tiếng Việt là chúc chú á. So sánh với bây giờ là ngày xưa của mình nha, là tiếng Việt là như thế nào, khuôn mặt là như thế nào, so sánh với nhau nha. Là đầu tiên mình đã reaction bún chả là như thế nào nha. Lần đầu tiên người Nhật đi ăn món Việt Nam, video đó là tháng 6 năm 2016. Cho nên là khi đó là sống một năm rồi nha, là so sánh nha. Xin chào các bạn. Em tên là Kazu. Hôm nay đi thăm. Hiểu không? Hôm nay đi thăm. Có thể là nếu mà bây giờ đi nhà hàng đó thì mình nói là hôm nay đi đến ở đây nhà hàng này. Thế là chữ bắt giới. Nhưng khi tôi nói là đi thăm chữ bắt giới. Hình như là khi đó là đi học trường đại học xã hội và nhân văn 6 tháng rồi. Khi đó là ôm hơn, không nhớ rõ. Khi đó là cân nặng là 58kg. Bây giờ là 15kg, tăng lên 15kg. Sau khi lockdown thì giảm cân 4kg nè. Cho nên là tăng lên 11kg nè. Không quan trọng nè. Rất tự. Là cái đó là suy nghĩ nhiều nè. Không biết nhiều thứ vườn tiếng Việt nè. Nên suy nghĩ nhiều. Mọi người hiểu không? Nghe là chưa order. Mình nói là chưa order. Bún chả. Khi đó là rất ngạc nhiên á. Bây giờ vẫn còn nhỏ nè. Là khi đó là đi đến nhà hàng cửa hàng nè. Không phải nhà hàng nè, cửa hàng Ngồi ghế nè. Thì chủ quán này là chuẩn bị món ăn bún chả này nè. Rất ngạc nhiên nè. Tại vì là chỉ ngồi thôi á. Vừa ngồi vừa lấy món ăn này nè. Rất ngạc nhiên. Khi đó là không hiểu tại sao chủ quán đó là làm như thế này á. Nhưng mà bây giờ là hiểu rồi á. Là khi đó là Tổng thống Obama đến Hà Nội á, sau đó là ăn bún chả Hà Nội á, nên bún chả Hà Nội được nổi tiếng rồi. Hơn nữa là mình là người nước ngoài á, hai người nước ngoài đến cửa hàng này chắc chắn là muốn ăn bún chả Hà Nội á. Chủ quán đó suy nghĩ là hiểu rồi, hai người nước ngoài là muốn ăn bún chả Hà Nội nên chuẩn bị. Khi đó là làm đầu tiên ăn bún chả. Ngon. Khi đó là chỉ biết là ngon thôi nè.
không thể giải thích việc của vườn trà Hà Nội này là như thế nào đó. Nên chỉ nói là chỉ nói là ngon to. Nhưng sự thật là chắc chắn là cái là ngon á. Video tiếp theo là cháu ở Hà Nội á. Là khi đó cũng lần đầu tiên đi Hà Nội á. Là video đó là tháng 7 năm 2016 á. Xin chào mọi người. Tôi tên là Kazu. Ồ thôi. Chọn nhóm Double Wish. Ồ, hiện nay nói là của nhóm Double Wish. Chân. Chào 37. Ồ, là tiếng Việt ký đỗ theo là như thế nào? Chào 37. Nói chào chào. Nên có thể là tôi thấy niềm vui. Ồ, tôi thấy niềm niềm vui. Niềm vui. Ồ, xin lỗi nhé. Là người Nhật Bản thường nói là xin lỗi. Thói quen của người Nhật á, hiện nay là không nói xin lỗi. Nếu làm sai hoặc là làm phiền cho người khác thì đó là nói xin lỗi. Nhưng chị ơi, à xin lỗi, cô vẽ bận nhưng mà muốn gọi một cháu. Ok không? Xin lỗi. Ẩm từng người Nhật Bản là như thế này nha. Hôm nay Kazu order. Hôm nay. Bây giờ. Ok. Bây giờ order rồi. Sau tắp cắm. Khi đó là không biết tắp cắm là như là cái gì. Không biết. Nhưng mà tắp cắm là mắc lắm, à mắc nhất mình đã gọi cháu thấp cảm. Không biết ý nghĩa thấp cảm là gì. Cháu gà. Nóng lắm. Nóng lắm. Mình nghĩ là cái này là năm 2016, là 5 năm trước nữa. Nên trẻ hơn, sủi hơn nữa. Nên hiện nay là già rồi. Cháu này thì mình biến diễn như thế này nha. Ngon. Cái này là nóng lắm nhưng mà không sao nữa. Nóng thì ngon nữa. Là mọi người nghĩ như thế nào nữa? Cháu làm thì không ngon. Sau khi ăn cháo này thì mình sức khỏe hơn nữa. Là hiện nay là bình yên là nói nhỏ không nói thơ nè. Khi đó suy nghĩ mình là giống như người du lịch nhé. Nên hey, xin chào mọi người, mình thân là Kazu của nhóm Double Wish. Và khi đó là chưa thói quen cuộc sống Việt Nam nữa. Bây giờ là thói quen rồi. Hey, xin chào mọi người. Hey. Mọi người khỏe không? Dạ, mình cũng khỏe nha. Hey. Là khi đó là vui nhá. Hiện nay là mình là ngào thôi. Hết dịch corona thì mình sẽ ăn thử một ngày Việt Nam. Khi đó diễn ra ngon. Vui quá. Ngạc nhiên. Sẽ diễn như vậy nha. Là có thể là mọi người cũng vui á, đúng không? Sẽ luyện tập nha. Bây giờ uống thử cà phê nha. Wow, cà phê Việt Nam. Wow.
Thơm quá. Wow. No. Oh my god. Oh my god. Ngon nhất trên thế giới nha. Xúc động nha. Thích quá. Tại sao mình không biết ở Việt Nam có cà phê ngon như vậy? Tại sao không biết? Nhưng bây giờ vừa biết có cà phê siêu ngon ở Việt Nam rồi và hạnh phúc nha. Rồi nha, sẽ giảm như vậy nha. Cái kiểu nào à? Là Kazu ngày xưa hay là Kazu bây giờ à? Mình nhớ cảm giác của khi mới đến Việt Nam nha. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này nha. Nếu thích video này thì like, share và subscribe nha. Bye bye, mình tên là Kazu của nhóm Double We. Yeah!